Chào mọi người, trong khi chờ đợi các anh chị em khác cùng vào để xem đối diện 87 Thanh Tâm, xin mời mọi người cùng lắng nghe nhạc phẩm Hãy gấp trang báo hệ tắc TV của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mời mọi người cùng lắng nghe. Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy những bóng tôi phủ vây trên từng phố phường. Tâm xin chào mọi người. Tâm nghe cái tiếng khổng từ cái phía bên thắng là bên thắng là đang mở ứng xem phải không? Anh tắt cái gì? Nghe tiếng vọng bên đó nha. Không biết mọi khi nhưng mà hôm nay lại nghe. Là ha. Dạ. Mọi khi em không nghe tiếng đó. Nó bị vọng lại. Tiếng của tiếng nói bị lặp. Thân Tâm xin chào các anh chị em. Trong khi chờ đợi anh Thắng điều chỉnh lại phía bên anh Thắng thì Thân Tâm xin chào tất cả mọi người. Trong chương trình livestream chủ đề đối diện do Thân Tâm thực hiện. Và livestream ngày hôm nay là đối diện 87 với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và đề tài của đối diện 87 đó là cách thức ngăn chặn và trừng trị các vụ tra tấn người dân đến tử vong trong đồn công an.
như là những vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam theo luật pháp của quốc tế. Thì Thanh Tâm trước hết chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành thời gian để tham gia đối diện 87. Và Thanh Tâm xin mời anh Thắng gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình đối diện 87 của chúng ta. Dạ vâng, xin chào Thanh Tâm và tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý thân hữu ở trên diễn đàn. Xin mọi người gõ cho Thanh Tâm một cái lời trong phần bình luận là âm thanh cả hai bên từ phía của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như của Thanh Tâm, mọi người nghe có được rõ không? Bạn lẽ Thanh Tâm thấy có một vị cho biết là tín hiệu nghe không được, nhưng mà chỉ có một người thôi, thì Thanh Tâm không biết là do cái đường dây của phía bên người đó hay là phía bên của Thanh Tâm. Thì mọi người cho Thanh Tâm xin cảm ơn Robert Lee cho biết là nghe rất rõ. Vậy thì chúng ta bắt đầu vào đối diện 87. Thì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như tất cả mọi người, chúng ta biết rằng cái việc người dân trong nước bị tra tấn bạo hành đến tử vong trong đồn công an cũng như trại tạm giam tại Việt Nam đã xảy ra từ lâu rồi, nhưng thời gian gần đây thì lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Thì trước vấn nạn này, chúng ta có cách nào để sử dụng cái luật quốc tế đối phó với cái vấn nạn này hay không, thưa anh Thắng? À vâng. Mà trước khi nói về cái luật quốc tế đó, thì có lẽ là cũng phải lướt qua về cái việc mà mình tự bảo vệ để mà tránh không bị trở thành một cái con số trong cái con số thống kê về những người bị chết trong đồn công an. Thì nó có những cái việc làm rất là đơn giản mà chúng tôi đang cố gắng để mà đưa cái thông tin đến rộng rãi trong người dân ở Việt Nam, nhất là những người mà có thể là bị gọi lên đồn công an, gọi lên văn phòng công an để mà theo cái giấy mời hoặc là giấy triệu tập đó, để họ tự chuẩn bị. Trước hết là khi về nói về giấy mời đó, thì là khách mời đã không nhất thiết là phải lên trình diện để mà làm việc. Và nếu như muốn đi đó, thì nên có một người đi cùng. Và trong cái giấy triệu tập cũng vậy, khi mà đi lên đồn công an để làm việc thì luôn luôn nên mời một người đi cùng. Người đó có thể là thân nhân, có thể là luật sư đi cùng với mình. Và trong cái giấy mời thì không nhất thiết là phải lên đồn công an, mà có thể là yêu cầu công an đến tận nhà để gặp vợ ở tại nhà mình. Và trong căn nhà của mình thì phải có người thân. Để tránh cái trường hợp như anh Hứa Hoàng Anh, một trong những người mà đi biểu tình ngày 10 tháng 6, rồi sau đó công an đến nhà để mà làm việc, thì 15 phút sau vợ xuống dưới nhà dưới vào bếp để mà pha trà, thì 15 phút sau đi lên thì thấy chồng của mình hấp hối sắp sửa chết rồi, bởi vì bị rất nhiều cái thương tích mà công an cáo buộc rằng anh Hứa Hoàng Anh đã tự sát. Tôi nghĩ rằng nếu mà trong cái trường hợp đó mà người vợ không rời khỏi cái phòng nơi mà người chồng đang làm việc với công an đó, thì có thể là cái chết nó không xảy ra. Nên chúng ta có những cái việc làm rất đơn giản mà mình có thể mình ứng dụng để tự bảo vệ, chứ đừng để xảy ra rồi chúng ta lại phải báo cáo với quốc tế, đưa cái hồ sơ đó vào trong một cái bản phúc trình cho quốc tế rằng đây là một người đã chết trong đồn công an, chết rồi thì không cách nào mà gỡ lại được hết. Thì cái đó là cái điều mà hết sức là quan trọng. Và tí nữa chúng tôi sẽ nói thêm về cái đề án dân quyền Việt Nam, để cho người dân trong nước hiểu thế nào là cái quyền công dân, đòi hỏi nhà nước phải thực thi đúng đắn và đầy đủ cái nghĩa vụ bảo vệ cái quyền của người dân chiếu theo hiến pháp và luật pháp Việt Nam. Chưa nói đến vấn đề luật pháp quốc tế, riêng luật pháp Việt Nam thôi, cứ việc làm đúng đi thì nó cũng đã đỡ hơn cho người dân rất nhiều rồi. Vâng, bây giờ chuyển qua về nói về luật quốc tế. Thì trong luật quốc tế đó, thì Việt Nam đã có nhiều cái cam kết. Mà cam kết quan trọng nhất là đã ký cái công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn năm 2013. Và Quốc hội Việt Nam đã thông qua chuẩn duyệt năm 2014. Và ngày 5 tháng 2 2015 thì những cái cam kết bắt đầu hiệu lực ở Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sau cái ngày 5 tháng 2 2015 thì cái việc mà bị tra tấn nó vẫn leo thang,
và cái số người bị chết trong đồn công an nó vẫn rất nhiều. Rất rõ ràng rằng là Việt Nam ký nhưng rồi không tuân thủ những cái cam kết của mình với quốc tế. Do đó chúng ta có thể khai thác được cái điều mà Việt Nam cam kết, nhưng với điều kiện là chúng ta phải có được thông tin chính xác, đầy đủ, và chúng ta phải có cách để mà đưa cái thông tin ấy đến với lại cái giới chức của Liên Hợp Quốc mà hữu trách. Thì nó có hai cái văn phòng của Liên Hợp Quốc mà chúng ta cần phải để ý. Cái văn phòng thứ nhất đó là cái văn phòng của vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn. Ở tại Thái Lan thì chị Thanh Tâm đã gặp vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin, đúng không ạ? Thì nó có nhiều cái lĩnh vực nhân quyền lắm. Thì trong mỗi một lĩnh vực nhân quyền như vậy nó lại có một chuyên gia đặc trách. Thì trong lĩnh vực mà chống tra tấn thì có một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn. Hễ mà có hồ sơ bị tra tấn hoặc là hồ sơ bị chết trong đồn công an do bị đánh đập, do bị tra tấn thì chúng ta phải làm ngay một cái bản báo cáo để gửi đến cái văn phòng của vị báo cáo viên đặc biệt ấy, càng sớm càng tốt, để cái vị báo cáo viên đặc biệt ấy chuyển cái hồ sơ ấy sang cho Hà Nội và yêu cầu phải điều tra. Phải điều tra, phải khởi tố những thủ phạm và họ sẽ theo dõi, họ đôn đốc. Nếu như rất nhiều người bị khởi tố vì lý do quốc tế can thiệp, không nói bừa nói bãi rằng nạn nhân tự sát được nữa, thì cũng sẽ có những người phải đi tù, có thể án tù không cao nhưng mà vẫn phải xử tù. Thì như vậy đó là một cái lời cảnh báo đến những cái công an viên mà bất chấp cái quyền, cái sinh mạng của những người dân, thì họ cũng phải lo lắng rằng họ sẽ bị trừng phạt, thành ra họ cũng sẽ đi lùi lại, giảm bớt đi cái bạo lực. Một cái cơ cấu thứ hai là cái ủy ban chống tra tấn. Cái ủy ban này đặc trách về cái việc là kiểm điểm các quốc gia mà đã ký cái công ước chống tra tấn. Cứ khoảng 4 năm rưỡi thì một quốc gia lại phải qua một kỳ kiểm điểm. Và sắp tới đây, tháng tới đây thôi, ngày 14 và 15, tức là khoảng 3 tuần nữa, thì Việt Nam sẽ phải ra trước cái ủy ban này của Liên Hợp Quốc ở tại Geneva để mà giải trình về cái việc thực thi công ước chống tra tấn kể từ ngày 5 tháng 2, 2015 đến giờ này. Thì họ đã gửi một cái bản phúc trình trước đó để mà báo cáo cái việc mà thực thi đó. Thì tôi đọc cái đó thì thấy rằng họ chỉ thuần túy nói về rằng là họ đã luật hóa những cái cam kết đó, tức là đưa những cái lời cam kết vào trong cái bộ luật hình sự ra làm sao. Nhưng mà đưa vào luật nhưng mà không áp dụng luật thì cũng vậy thôi. Họ không hề nói đả động gì đến cái việc là có bao nhiêu trường hợp tra tấn bị đã xảy ra trong thời gian gần đây. Họ nói rằng năm 2016 và 2017 đó, thì không có trường hợp nào tra tấn xảy ra cả. Và chúng ta biết là hoàn toàn không đúng, phải không ạ? Tại sao chúng tôi đã gửi cái bản báo cáo song song, hai bản báo cáo song song. Một bản báo cáo là nói về cái tình trạng tra tấn phổ quát nói chung hết, làm chung cái bản báo cáo với là một số tổ chức quốc tế. Cái bản báo cáo thứ hai là bản báo chuyên về nhắm vào cái tình trạng tra tấn quanh cái việc mà biểu tình vào tháng 6 vừa rồi để chống cái dự thảo luật an ninh mạng và dự thảo luật đặc khu kinh tế. Đó là cái cách mà chúng tôi muốn nêu lên để quốc tế biết rằng Việt Nam cam kết đấy nhưng mà không thực hiện. Cái việc hết sức quan trọng đó là cái vấn đề Hứa Hoàng Anh, thì chúng tôi cũng có đưa vào trong đó, bởi đây là một trường hợp bị tra tấn mà đã đến chết. Thì đó là cái thể thức mà chúng ta có thể nêu lên được với lại Liên Hợp Quốc. Cái việc thứ hai là chúng ta không ngưng ở tại Liên Hợp Quốc, bởi Liên Hợp Quốc sẽ đòi hỏi Việt Nam giải trình, sẽ có thể có những sự cảnh cáo này kia vân vân, nhưng mà không có biện pháp chế tài. Tuy nhiên, cái quyết định, cái sự lên án, cái sự lên tiếng của Liên Hợp Quốc nó có cái trọng lượng của nó, bởi vì đó là một cái cơ quan quốc tế mà không ai có thể hồ nghi được về cái tính trung thực của họ. Họ không thiên vị, họ tự điều tra lấy. Thành ra khi mà họ đã có những cái tuyên bố chính thức, thì chúng tôi lại dùng cái lời tuyên bố ấy của Liên Hợp Quốc
để đi vận động các quốc gia khác như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chẳng hạn, để mà đề nghị những biện pháp chế tài tập thể hoặc là chế tài cá nhân các cái giới chức vi phạm theo cái luật Magnitsky chẳng hạn. Thì cái đó là phải đi nhiều bước khác nhau, dùng cái luật quốc tế là nương vào các cái công ước của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã cam kết, rồi đòi hỏi Việt Nam phải giải trình, đưa tất cả chứng cứ ra để mà Liên Hợp Quốc lên tiếng. Rồi khi họ lên tiếng thì chúng tôi lại dùng cái các cái lời lên tiếng ấy để mà đi vận động các cái quốc gia mà có biện pháp chế tài đối với Việt Nam. Thì đó là cách thức mà chúng ta có thể dùng luật quốc tế để mà ngăn chặn những cái việc mà hành vi tra tấn hoặc là các cái hiện tượng chết trong đồn công an trong tương lai. Còn những cái chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng có thể làm một vài điều. Tuy nhiên, đương sự đã qua đời, chúng ta không thể làm cho họ sống lại được nữa. Dạ vâng, thưa anh. Anh Thắng vừa đề cập tới cái việc phải gửi, phải liên lạc đúng với lại cái về đại diện báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Nhưng mà thưa anh, một người dân Việt Nam bình thường không có phải là nằm trong một tổ chức nào hết. Như vậy thì làm cách nào để người ta có thể liên lạc đúng với lại cái văn phòng của vị báo cáo viên đại diện Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn được, thưa anh, phương cách nào? À vâng, cảm ơn chị Thanh Tâm đã đặt câu hỏi. Chúng tôi có một cái nỗ lực là thu thập thông tin và báo cáo. Tuy nhiên, làm cách đó nó không phải là cái hình thức lý tưởng, bởi vì cái sức của chúng tôi cũng rất là hạn chế. Trong khi cái tình trạng tra tấn nó xảy ra rất là phổ cập ở Việt Nam, ở khắp mọi nơi hết. Chỉ khi nào mà người dân ở trong nước có cái khả năng báo cáo trực tiếp với Liên Hợp Quốc mà không cần phải đi qua chúng tôi có thể đi giúp để vận động, nói thêm, đôn đốc, nhắc nhở, thúc đẩy, áp lực, vân vân. Nhưng mà nó phải đến từ tận người dân, và cái nó quan trọng là thế này: khi mà công an biết rằng người dân có bản lĩnh, có hiểu biết, có năng lực, có kinh nghiệm để báo cáo, thì họ sẽ tự động, họ rụt lại, họ sẽ rụt rè hơn, họ sẽ cân nhắc hơn trước khi mà áp dụng cái biện pháp tra tấn như từ trước đến giờ. Cái sự hiểu biết của người dân rất là quan trọng, cái đó gọi là khai dân trí. Cái thứ hai là người dân phải dám lên tiếng. Nhiều trường hợp sau khi người thân của mình bị tra tấn đến chết, họ quá sợ hãi, thân nhân không ai dám lên tiếng nữa hết, thì có nghĩa rằng là công an ở địa phương lần sau lại quay trở lại với chính cái gia đình đó để mà đàn áp, để mà tra tấn. Chúng tôi biết một trường hợp là người anh đã bị tra tấn đến chết, người đó là người Mông theo đạo Tin Lành. Sau đó người em họ lên tiếng thì công an cũng đến và giết luôn người em họ, đưa vào đồn công an và giết luôn. Nhưng mà thân nhân quá sợ hãi, thành ra nó cứ tái diễn thôi. Không tái diễn cho một gia đình này mà còn tái diễn cho nhiều người khác. Phải có một cái bản lĩnh là đứng lên để mà đặt vấn đề. Mà muốn có cái bản lĩnh đó thì gia đình thì rất là lo lắng, ai cũng sợ hãi cả. Phải có chung quanh là hàng xóm, phải có những người thân, những người có hiểu biết đến bảo bọc ngay, đỡ đần ngay, hướng dẫn ngay cho họ, thì họ mới tăng dần cái bản lĩnh, giảm đi cái sự sợ hãi. Thì cái đó gọi là chấn dân khí đó. Tức là phải dám làm, phải biết rằng cái luật của mình bảo vệ cho mình như thế nào, và những cái hạn chế, cái giới hạn của nhà nước về quyền hạn và những nghĩa vụ của nhà nước là ở chỗ nào, chiếu theo hiến pháp và chiếu theo luật. Thì cái đó là cái hết sức là quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là cái hậu dân sinh, dùng cái chủ trương, cái ngôn ngữ của cụ Phan Chu Trinh đó. Tức là người ta bị lâm nạn thì phải có một nhóm người chuyên đến ngay để mà giúp cố vấn về vấn đề tinh thần này. Chắc chắn là đã bị khủng hoảng tâm thần rất nhiều gia đình của những cái người đã bị giết trong đồn công an. Giúp đỡ cho họ về vấn đề đời sống, về sinh kế, về làm những cái đơn tố cáo, tố giác, vân vân, và làm cái bản báo cáo cho họ để gửi qua bên này. Nếu mà chưa biết cách để mà nộp trực tiếp thì chúng tôi có thể hỗ trợ được cái việc đó. Nếu mà chưa viết được tiếng Anh, chúng tôi cũng có thể nhờ người để mà dịch qua tiếng Anh rồi nộp đi cho Liên Hợp Quốc rồi đi vận động. Nhưng rất ao ước rằng có những cái tổ chức ở trong nước chuyên, chúng ta có những người đấu tranh như những cái ngôi sao rời rẽ không đâu ở đâu cả,
rất dễ nguy hiểm, chính họ cũng bị nguy hiểm. Như là chị Mẹ Nấm, blogger Mẹ Nấm là người mà rất là công phu để mà đúc kết những cái hồ sơ, thu thập những hồ sơ bị chết trong đồn công an đấy chứ. Nhưng mà chưa hoàn tất thì bị đi tù và công việc bỏ dở. Thế chúng ta cần phải có một khối người kết lại thành một tổ chức, mà tổ chức nó chuyên về từng lĩnh vực nhân quyền, thì phải có một số tổ chức chuyên về vấn đề chống tra tấn để mà hướng dẫn cho người dân. Rồi từ tổ chức nó sẽ đào tạo, huấn luyện thêm những cái chi nhánh của mình, những cái nhóm khác ở khắp cả đất nước. Thì lúc đó chúng ta mới tận khai thác được cái luật của Việt Nam mà đã phải tu chính cái khung luật nó để mà phù hợp với các cam kết quốc tế. Nếu mà không có những người chuyên như vậy, những cái tổ chức chuyên như vậy, thì đúng như chị Thanh Tâm nói, rất khó để cho người dân biết cách nào, người dân bình thường biết cách nào để mà làm báo cáo, biết cách nào để tự bảo vệ, hoặc là có đủ cái đảm lược để mà vượt qua cái sự sợ hãi. Như vậy thì thưa anh, để thành lập, để tổ chức được những cái cộng đồng, cái tổ chức mà chuyên được như anh nói, thì một người dân bình thường người ta làm cách nào, liên lạc như thế nào để người ta có thể từ một người dân bình thường trở thành một thành phần trong cái tổ chức chuyên để có thể làm được những cái điều mà như anh vừa mới nói. Vâng, trước hết thì chúng tôi thấy rằng nó có sẵn một số người dành về luật, chẳng hạn như luật sư Lê Công Định, Võ An Đôn này kia vân vân, Hà Huy Sơn này kia, chúng tôi có theo dõi là những người rất là quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Họ có khả năng, có một số người rành rẽ tiếng Anh, thì họ ở một cái vị thế rất là thuận lợi để mà hình thành một tổ chức như vậy. Và cái tổ chức đó nó không thể nào cáo buộc là phản động được, bởi vì họ chỉ thuần túy nói rằng tôi giúp cho nhà nước Việt Nam thực thi những cam kết mà quý vị đã có với lại quốc tế, và bảo đảm rằng luật pháp Việt Nam phải được chấp hành một cách đúng đắn. Có sao tôi nói vậy, đúng vậy thôi. Nếu mà làm tốt thì tôi nói tốt, làm sai thì tôi nói sai. Thành ra rất cần những cái người mà ở trong nước mà đã có sẵn cái bản lĩnh, đã có sẵn cái kiến thức, thay vì làm việc một cách rất là tùn mùn tản mạn riêng cá nhân mình, thì phải tập hợp lại để mà thành tổ chức. Và cái thứ hai, khi mà thành tổ chức thì mới đi chuyên sâu được. Việt Nam, tôi để ý thấy rằng cái xã hội dân sự trong nước Việt Nam nó rất yếu kém vì hai lý do, nó hai cái nhược điểm rất nặng nề. Thứ nhất là thiếu tổ chức. Cái thứ hai, vì thiếu tổ chức thì nó thiếu chuyên môn. Chúng ta nói qua loa thì rất dễ, nhưng mà ngồi xuống để mà bàn sâu vào một vấn đề với lại quốc tế đó, thì chúng ta chưa đủ cái sự hiểu biết, chưa đủ kinh nghiệm. Nội ngay công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, bao nhiêu người trong nước đã đọc, đúng không ạ? Thì đâu có biết được định nghĩa thế nào là tra tấn, rồi những cái cơ chế của Liên Hợp Quốc để mà theo dõi và ngăn ngừa các cái việc tra tấn là như thế nào, làm sao liên lạc được với họ, vân vân. Thì chính chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm, là tự vì chỉ có một mình thôi, lúc nào tiện thì làm, rảnh thì làm, rồi nhiều khi bị nguy hiểm thì lại phải chìm xuống, không có làm gì nữa hết. Thành ra không thể đi chuyên được, phải có tổ chức, thì mỗi người một việc thì mới chuyên được. Có người thì chuyên nghiên cứu về vận động quốc tế, người chuyên nghiên cứu về thu thập thông tin, người chuyên nghiên cứu về kết nối với lại những tổ chức mà có rất nhiều kinh nghiệm về chống tra tấn chẳng hạn. Thành ra phải có nhiều cái lĩnh vực, trong một cái lĩnh vực nhân quyền chuyên thì có nhiều cái chức năng lại còn chuyên sâu hơn nữa, thì đòi hỏi phải có tổ chức. Thành ra hai cái điều mà tôi kêu gọi đó, không riêng trong lĩnh vực mà chống tra tấn, không riêng trong lĩnh vực để mà ngăn ngừa cái tình trạng, cái hiện tượng là chết trong đồn công an đó, trong mọi lĩnh vực nhân quyền cần phải có nhiều cái tổ chức của người dân mà chặt chẽ, có quy củ và phải đi rất chuyên sâu, thì chúng ta mới có thể ngồi xuống để đối tác với quốc tế được. Nếu như thiếu hai cái phần đó thì chúng ta cứ như thế này mãi thôi, lên án, kêu gào, ra tuyên cáo này kia, hoặc có những lời bình phẩm, thì nó không thay đổi được hiện trạng. Vâng, thưa anh vừa đề cập tới thí dụ như luật sư Lê Công Định hoặc luật sư Võ An Đôn, thì Thanh Tâm thấy như luật sư Võ An Đôn, cái việc lên tiếng
đưa ra những cái sự thật và bênh vực những cái người mà bé cổ thấp miệng, và cũng hoàn toàn không có đi ngược lại luật pháp, như luật sư Võ Anh Đôn đã bị tước bằng, đã bị lấy mất bằng hành nghề. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam họ có một rừng luật, nhưng họ chơi luật rừng, nói ai cũng biết. Đó là đối với những người có gọi là có trình độ, có hiểu biết, còn mà còn bị như vậy thì đối với những người dân thường, từ một lần nữa thanh tâm, từ một người rất là bình thường để có thể trở thành một người đi vào những lĩnh vực chuyên và sâu, thì người ta cụ thể là phải liên lạc như thế nào, làm cách nào, ví dụ như liên lạc với để kết hợp lại thành một cái tổ chức thì phải liên lạc với ai, nghĩa là có những người người ta theo dõi, người ta muốn biết cụ thể. Đôi khi thanh tâm vậy nó câu hỏi là phải liên lạc như thế nào, thì qua cái này Đông Thắng có thể hướng dẫn với người ta, những con người rất là bình thường, có thể là không giỏi cả về cái lĩnh vực mà dùng sử dụng vi tính nữa. Đôi khi thanh tâm là người thì làm sao để họ trở thành một người mà có đủ trình độ chuyên và sâu, thưa anh? Liên lạc với thanh tâm là thế này, đây là chúng ta cần phải có một cái điểm liên lạc đúng không, thì liên lạc cần tìm 5-7 người. Tôi lấy một ví dụ thôi, xong tôi sẽ quay trở lại với lại cái điều mà tôi kêu gọi các người mà đã tranh đấu, các luật sư mà đã tranh đấu cho người dân xong rồi bị lâm nạn đấy. Nhưng mà bây giờ nói đến nạn nhân, phải chi thân nhân của những cái người đã bị chết trong đồn công an, như là cô Trịnh Kim Tiến cũng có viết bài này vân vân, nhưng mà trong tư cách cá nhân của ấy, cô ấy lúc rảnh thì viết, lúc không bận việc gia đình thì viết, nhưng mà viết rồi cũng không theo đuổi thêm được lâu dài nữa. Mà bây giờ giả dụ như những người như cô ấy cùng với nhau kết lại thành cái hội tương trợ, hội tương trợ của những người mà có thân nhân đã chết trong đồn công an vì tra tấn, thì những người tương trợ ấy có yểm trợ được tinh thần cho nhau, hướng dẫn được cho nhau ngay trong những phút đầu tiên. Thân nhân vừa mới nhận tin thân nhân bị chết thì làm cái gì đây? Có chụp hình không? Có thu video không? Có lên tiếng không? Lên tiếng chỗ nào vân vân. Và rồi sau đó tương trợ cho nhau trong cái vấn đề tinh thần, bởi vì chắc chắn là bị khủng hoảng rất nặng nề bởi mình mất đi một người thân trong hoàn cảnh hết sức là đau thương như vậy, hoàn toàn là bất công như vậy. Thì họ sẽ đeo dai dẳng một cái tâm lý là có một cái gì đó nó vẫn là một cái vết thương nhức nhối, vẫn rỉ máu suốt cả cõi đời của mình, thì cần phải có sự chữa trị. Mà bên này chúng tôi biết rằng nó có cả một cái mạng lưới của những người chuyên gia về sức khỏe tâm thần của người Việt ở ngay tại Hoa Kỳ, chưa kể những quốc gia khác. Thì cái đó là một cái sự kết nối. Tôi biết rằng có nhiều người sẵn sàng lắm để mà giúp tư vấn về vấn đề sức khỏe tinh thần này kia cho những nạn nhân như vậy. Thì qua cái tổ chức, cái hội tương trợ ấy có thể móc nối để mà lấy sự tư vấn ấy. Xong cũng qua cái hội tương trợ ấy là thu thập được rất nhiều thông tin về cái nạn nhân đã chết, phải không ạ? Thay vì chỉ có mình mẹ nấm thôi. Để rồi làm bản báo cáo. Thành ra qua một cái tổ chức hoàn toàn của người dân hoạt động công khai, làm được rất nhiều việc cho những thân nhân của những người đã ra đi, và đồng thời đặt vấn đề cùng với nhau đòi hỏi chính quyền là phải khởi tố những thủ phạm và bồi thường cho nạn nhân, rồi có được cái sự hỗ trợ những luật sư. Nhất là như là luật sư Võ Anh Đôn, đằng nào bây giờ cũng không hành nghề được rồi, phải không ạ? Thì là bây giờ giúp những người này một cách chuyên, thay vì lại làm bâng quơ. Thì đó là cách thức mà khởi đầu, và nó sẽ từng bước một đi xa. Và chúng tôi có cái chương trình để đào tạo, để huấn luyện một cái nhóm loại của cái tổ chức ấy. Nhưng mà nếu mà không có tổ chức, không có nhóm loại thì chúng tôi đào tạo cho ai, huấn luyện cho ai đây? Không thể huấn luyện được, thì nó phải kết lại với nhau. Nếu như có một số người giỏi giang mà làm việc có quy củ, có tổ chức, có hệ thống, có chuyên sâu thì quý lắm. Còn nếu chưa có được thì chính những thân nhân, những người gia đình mà lâm nạn đó, ngồi lại với nhau
để yểm trợ tinh thần cho nhau. Và chưa kể là có thể biết đâu ngăn ngừa được bởi hướng dẫn cho những gia đình khác những cái bài học hết sức là bi thương của mình. Bây giờ mình học được, mình hướng dẫn người khác để đừng bị như gia đình mình. Nhiều khi tôi biết rằng thân nhân nghĩ lại, ồ phải chi mình sơ sẩy, mình chỉ làm một cái động tác nhỏ là thôi, biết đâu cái mạng sống của cái người ấy vẫn còn đến giờ này, không bị chết đi. Nhiều khi mình tiếc đến suốt cuộc đời. Thế giờ mình hãy chia sẻ những cái điều mình học hơi trễ hoặc quá trễ cho những người khác để mà họ đề phòng, thì rất nhiều chuyện có thể làm được. Chưa kể là sau đó có thể đối tác được với quốc tế, biết đâu quốc tế lại mời đi dự những hội nghị để mà trình bày. Và nếu như vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tra tấn mà đến Việt Nam để mà gọi là đi thị sát đó, thì có ngay cái chỗ để mà ngồi nói chuyện, đúng không ạ? Biết ngay cái chỗ nào để mà hỏi han. Bằng không thì cái vị ấy sẽ đến chỉ gặp được toàn là giới chức chính quyền thôi, thì họ chỉ nói một chiều thôi. Nên nếu mà không có tổ chức, không ai biết mình là ai hết, và tất cả những cái đau thương nó sẽ phí hoài. Mình là những kẻ vô danh, nạn nhân là kẻ vô danh, thì không, và không có tiếng nói. Dạ vâng. Cùng với tất cả các quý anh chị em đang theo dõi chương trình, nếu quý vị nào có câu hỏi muốn đặt cho tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng liên quan đến đề tài phỏng vấn hôm nay, thì Thanh Tâm xin mời quý vị đặt câu hỏi qua phần bình luận nhé. Trở lại với chương trình phỏng vấn, thì nãy giờ anh Thắng nói đến cái việc mà người dân trong nước phải biết cách làm báo cáo để mà gửi đến quốc tế. Vậy thì thưa anh, quốc tế nhận được những bản báo cáo đó thì họ quốc tế sẽ có những cái biện pháp nào để giúp ngăn chặn tình trạng người dân bị tra tấn đến tử vong trong đồn công an? Họ can thiệp như thế nào thưa anh? À vâng, nhắc lại, khi mà đã tử vong rồi thì là gần như không làm được gì nữa hết, mà chỉ có ngăn ngừa những cái chuyện trong tương lai nó xảy ra thôi. Thì nó có hai cái thủ tục và hai cái thể thức của quốc tế đó, để mà họ lên tiếng, của Liên Hợp Quốc để mà họ lên tiếng. Cái thể thức thứ nhất đó là cái thể thức gọi là báo cáo vi phạm để mà được can thiệp cấp thời. Nhưng mà khi đã bị đánh chết rồi thì can thiệp cái gì đây? Nó có, là tự vì khi mà một người đã chết, trong nhiều trường hợp thân nhân nhất định không chịu im tiếng, và họ bị chính thân nhân của những cái người đã qua đời đó lại bị hăm dọa bởi công an rằng nếu không im tiếng thì số phận như cái người đã chết. Thành ra phải bảo vệ ngay cho những thân nhân ấy, bởi vì họ không chịu khuất phục. Thì khi mà nhận được cái báo cáo đúng thủ tục, đầy đủ các cái thông tin, đúng tiêu chuẩn, thì liên hiệp cái văn phòng của vị báo cáo viên đặc biệt nó họ thường nó họ chuyển ngay một cái văn thư đến cho chính quyền trung ương của Việt Nam ở Hà Nội và nói chúng tôi nhận được thông tin như thế này, đây là những nhân chứng và đây là tên tuổi của những thủ phạm, sự kiện đâu ra đó, ngày giờ rõ ràng, dấu tích này kia vân vân có đầy đủ, và bây giờ thân nhân của cái người đã quá cố đang bị đe dọa. Và chúng tôi đã làm những chuyện như vậy thì lập tức họ gửi ngay rất nhanh, trong vòng 48 tiếng. Hà Nội nhận được và nói ôi thôi, cái chuyện xảy ra ở cái vùng xa xôi ấy ai dè quốc tế đã biết mất rồi, bây giờ trả lời làm sao đây, không thể nói rằng tôi không biết, địa phương làm ẩu, bởi vì trước đây có thể không biết, bây giờ đã biết rồi mà địa phương vẫn làm ẩu, thì là cái đây là chính quyền trung ương chứ lỗi của trung ương, chứ không đổ vấy cho địa phương được nữa. Thành ra họ thường họ nói thôi bớt đi, giờ chúng ta cùng bị từ trên xuống dưới đang bị theo dõi. Thì cái đó là một cái cách làm ngay. Cái thứ hai là cái thủ tục của Liên Hợp Quốc đó là về kiểm điểm. Như nãy chúng tôi nói, Việt Nam sắp sửa phải qua cuộc kiểm điểm lần đầu tiên về cái công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn. Cứ 4 năm rưỡi thì họ lại qua một kỳ kiểm điểm. Lần này không phải 4 năm rưỡi là tự vì họ vừa mới ký kết. Thành ra cần có một cuộc kiểm điểm sớm để mà dùng cái đó làm cái căn bản để xem Việt Nam có tiến hoặc đi lùi hoặc dậm chân tại chỗ. Thành ra 4 năm rưỡi sau Việt Nam sẽ lại qua một cuộc kiểm điểm nữa. Thì đây là một cái cuộc kiểm điểm đó là họ rà soát toàn bộ, họ không can thiệp cho từng trường hợp cá nhân mà rà soát về chính sách, về cái khung luật, về cái hiện trạng, để rồi đặt vấn đề là thay đổi chính sách,
thay đổi khung luật ra làm sao và phải có chính sách như thế nào để mà tuân thủ đúng đắn hơn, càng ngày càng đúng đắn hơn cái công ước về chống tra tấn mà Việt Nam đã cam kết. Thì có hai thủ tục ấy, nhưng mà chúng tôi không ngưng ở đó, cái đó là Liên Hợp Quốc thôi. Trong nhiều trường hợp chúng tôi báo động ngay với Bộ Ngoại giao Mỹ, chúng tôi báo động với lại các tòa đại sứ của nhiều quốc gia ở tại Hà Nội để mà họ kết lại với nhau và cùng hợp tác với nhau đặt vấn đề ngay. Để bên cạnh song song với Liên Hợp Quốc thì còn có những cái chính quyền, cơ quan chính quyền phương Tây dân chủ mà họ quan tâm đến nhân quyền, mà họ làm việc chặt chúng ta, họ cũng lên tiếng đồng loạt. Và cái bước thứ ba đó, chúng tôi khai thác cái luật Magnitsky toàn cầu. Nhưng mà muốn như vậy, chúng tôi phải truy ra được cái thủ phạm trực tiếp và thủ phạm gọi là cái cấp chỉ huy và chỉ thị cho cái cấp dưới tra tấn, đánh đập hoặc là bao che, để mà đề nghị cái cấp trên phải bị đưa vào danh sách chế tài. Bởi vì cấp dưới thì họ có bao giờ mà họ đi Mỹ đâu, họ đi Canada đâu mà họ lo rằng bị mất chiếu khán. Họ cũng chẳng có tiền bạc gì của chìm của nổi để chuyển đi đâu cả, phải không? Nhưng mà thường thường cái cấp mà giám đốc sở công an, như là sở công an thành phố Hồ Chí Minh, tôi không gọi là Sài Gòn, là tự vì công an là không thể gọi công an Sài Gòn được, đúng không? Công an thành phố Hồ Chí Minh là vì đó, đi đánh chết người, đúng không? Đó, thì đánh chết người là phải gọi là công an thành phố Hồ Chí Minh. Thì luôn luôn những cái tay mà cấp ở đó, cấp giám đốc hoặc là phó giám đốc này kia đó, là họ có nhiều tiền lắm. Họ chuyển con cái họ đi học ở các quốc gia Tây Phương và chuyển của cải này kia. Thành ra chúng ta phải chiếu tướng ngay. Và chúng tôi nói quay trở lại cái việc mà là lập cái hồ sơ của những người biểu tình hồi tháng 6 vừa rồi mà bị tra tấn, rồi có người bị đánh đến chết, rồi bị xử tù hàng loạt. 65 người đã có lệnh án tù, 10 người đang bị tạm giam, mà cái phần không nhỏ không ít nữa là ở ngay tại Sài Gòn. Thì chúng tôi đang làm cái danh sách của các cái tay mà thành phần lãnh đạo ở trong cái sở công an thành phố Hồ Chí Minh đó, để mà đề nghị chế tài, Mỹ chế tài theo luật Magnitsky. Thì nó có rất nhiều chuyện ta có thể làm được, nhưng mà quay trở lại là phải có hồ sơ, phải có sự hợp tác của thân nhân của người mà đã bị chết. Thứ ba là cần phải có một cái tổ chức ở trong nước để mà giúp thu thập hồ sơ, để mà củng cố tinh thần của những thân nhân mà còn sống sót đó, để mà yểm trợ và bảo vệ cho họ, vân vân. Và có thể đối tác trực tiếp với quốc tế sau này. Thì đấy là những cái việc chúng ta có thể làm được, chúng tôi đang làm, nhưng ở cái mức độ tương đối giới hạn, và chỉ có thể chúng ta bung ra khi mà có được một cái tổ chức của chính nạn nhân và một tổ chức của những người đi chuyên về, không phải là nạn nhân nhưng mà đi chuyên về cái lĩnh vực chống tra tấn. Vâng, thưa anh vừa nói là chúng ta cần ngăn chặn trước khi cái vấn đề cái người bị mời lên đồn công an và bị tra tấn phát chết. Thì để ngăn chặn đó, cái người đó làm cách nào để liên lạc với quốc tế? Thì thí dụ như một người nhận được giấy mời phải lên trên đồn công an làm việc, thì với cái người nhận được giấy mời họ nên làm như thế nào để họ ngăn chặn mình sẽ không bị lên trên đồn công an chết? Lý tưởng nhất là cái người ấy là một thành viên của một cộng đồng rất là chặt chẽ. Chúng tôi làm việc với các cộng đồng trong cái kỳ trước tôi đã nói, chẳng hạn cộng đồng của những tín đồ Cao Đài, cộng đồng của những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cộng đồng quanh một cái chùa Phật giáo trong hệ thống Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và một cộng đồng ở trong một cái sứ đạo, một cộng đồng trong các hội thánh, cộng đồng ở trong một cái bản làng của người Hâm Mông hoặc của người Tây Nguyên, vân vân. Và họ kết lại với nhau và tôi huấn luyện cho cả một cộng đồng để bảo vệ cho nhau. Hễ một người nhận được giấy mời là cả cộng đồng đều biết hết. Một người lên đồn công an thì nếu mà ở gần thì có thể 5-7 người đại diện cộng đồng cùng đi mà ngồi bên ngoài để chờ. Nếu mà ở xa thì có thể là quyên tiền này kia với nhau để mà hỗ trợ cho người vợ cũng có thể đi theo, một thân nhân đi theo và sẵn sàng báo cáo, bởi vì trong cộng đồng đã được huấn luyện để báo cáo. Và công an biết cái chuyện đó. Thì khi mà họ biết rằng cái việc làm của họ có cái gì bất cập đó,
khuất tất cũng sẽ bị phanh phui trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì họ sẽ phải nghĩ lại, đúng không ạ? Thành ra chị Thanh Tâm có thấy được những cái người mà trong nước đi ra dự cái hội nghị ở bên Thái Lan, họ là thành viên của các cộng đồng đó, và cộng đồng nào càng vững chãi đó thì chúng ta thấy rằng cái sự trả thù nó càng nhẹ. Họ cũng gây khó khăn, họ cũng gọi tới gọi lui, nhưng họ không dám dùng bạo lực, bởi họ biết dùng bạo lực là lợi bất cập hại cho họ, bởi vì có cái yếu tố cộng đồng chặt chẽ chứ không phải là một chiếc đũa lẻ. Những người hoạt động trong nước tôi rất lo cho họ, vì họ hoạt động rất là rời rẽ. Quay trở lại với những cái vị luật sư mà hôm nay chúng ta nhắc tên tuổi đến, họ rất là như những chiếc đũa rời, bẻ là gãy thôi. Thành ra họ bị tổn thương, rất dễ bị tổn thương vì không có tổ chức, chứ không phải là ngược lại. Nếu mà tham gia tổ, bây giờ mình làm một mình đã bị nguy hiểm rồi, tham gia tổ chức thì nguy hiểm hơn. Không phải, trong cái thực tế đó, mình bị nguy hiểm rất nặng nề, trầm trọng đó, là tự mình hoạt động như một cá nhân, tự mình không có tổ chức. Nếu tổ chức thật chặt chẽ thì nó giảm dần đi cái mối nguy. Thì cái đó là cái điều mà tôi muốn nói đó. Thứ nhất là phải có yếu tố cộng đồng thì nó an toàn nhất. Thứ hai, nếu mà không có yếu tố cộng đồng thì ít ra cũng phải tìm tòi học hỏi về cái luật, về những cái điều như tôi trình bày đó. Nhận được cái giấy mời gửi đến đồn công an thì phải làm gì? Ví dụ có một người mà chị mẹ Thanh Tâm có, cô Thanh Tâm có gặp nó ở bên Thái Lan, bên cao đài, đi về nhận được giấy mời của công an mấy tờ đó. Thì cái cô này cô mới viết cái thư trả lời, nói rằng nội dung thế này: trên nguyên tắc tôi là khách được mời, tôi thích đi thì đi, không đi thì thôi, nhưng tôi tử tế, tôi sẵn sàng đến với điều kiện quý vị phải viết lại cái giấy mời với đầy đủ 5 yếu tố sau đây. Thứ nhất, quý vị mời tôi lên gặp ông Định là công an tỉnh thì trước hết chúng tôi yêu cầu rằng đúng cái cấp là công an tỉnh muốn mời thì hãy chính công an tỉnh viết cái giấy mời tôi, chứ đừng đưa qua công an xã. Thứ hai, ông Định là ai? Không có họ, không có tên đệm, không có chức vụ, không có cấp bậc, không có đơn vị. Tôi lên mời tôi lên gặp ai thì tôi phải biết rõ đó là ai. Nếu mà chỉ có mình ông Định thôi thì phải ghi đầy đủ tên tuổi của người đó. Nếu mà tôi còn gặp 2-3 người nữa thì phải ghi hết. Chứ nếu không thì tôi sẽ chỉ gặp đúng mình ông Định, với điều kiện là phải có tên tuổi đâu ra đó và cấp bậc chức vụ. Thứ ba là phải cho tôi biết rất rõ là nội dung lên để nói chuyện gì, phải biết trước 1, 2, 3. Và khi lên tôi chỉ nói đúng 3 chuyện đấy thôi. Nếu quý vị nói đến chuyện thứ tư thì tôi không nói nữa, và tôi chỉ đồng ý khách mời, đúng không ạ? Mời đi xem cine là xem phim tình cảm, tự dưng tới đổi phim đâu có được, đúng không ạ? Cái thứ tư là phải cho tôi biết trước cái giờ nào bắt đầu, kéo dài bao lâu và giờ nào thì ngưng, để tôi còn nhờ thân nhân đến đón, vân vân. Thành à, cái điểm thứ năm nữa là quý vị có nói rằng đây là cái thư mời nhưng đây là chỉ có mẩu giấy, là 1/4 trang giấy thì này không thể gọi là thư mời được, quý vị viết lại cho tôi cái thư mời. Nếu mà đầy đủ được 5 điều kiện ấy thì tôi sẽ lên, và tôi sẽ đi lên cùng với thân nhân của tôi. Đã. Thì không thấy họ gửi cái thư mời lần thứ hai nữa. Cái tiếp này là chúng ta phải hiểu luật, nó phải nói cho rất rõ ràng để cho công an rồi cán bộ địa phương rồi giới chức của ủy ban nhân dân thấy được rằng người dân hiểu luật hơn là họ. Khi mà chúng ta đào tạo được cho người dân hiểu được đâu ra đó thì chắc chắn là những cái giới chức ở địa phương, ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp thành phố này kia, họ sẽ phải suy nghĩ lại trước khi làm bừa, làm bãi, làm ẩu, đúng không ạ? Thì cái đó là cái bước đầu tiên, cái bộ phận đầu tiên của cái đề án dân quyền Việt Nam, là làm sao giúp cho người dân hiểu rất rõ về luật, cái quyền của mình và cái nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước trong cái vấn đề mà bảo vệ quyền của công dân chiếu theo hiến pháp và luật pháp hiện hành của Việt Nam.
Vâng, thưa anh, đó là trường hợp người ta gửi giấy mời. Còn có nhiều trường hợp, ví dụ như người dân đi xuống đường là bị túm hốt lên, không có mời gì hết. Hoặc là có nhiều trường hợp đó đi uống nước, cà phê với bạn bè là tự nhiên là bị súng tàu lôi đi rồi và lên đồn công an. Thì những trường hợp đó thì phải làm sao thưa anh? À vâng, thì cái đó lại vi phạm rất nhiều cái lĩnh vực luật khác. Chẳng hạn luật Việt Nam nói rất rõ rằng là phải báo ngay cho thân nhân biết nếu mà mình câu lưu một người nào đó. Và cái luật quốc tế nó cũng đòi hỏi cái chuyện ấy. Bởi luật quốc tế nó nói rằng cái đó gọi là bắt cóc, tức là bị mất tích một cách không tình nguyện. Có những người mất tích là tình nguyện, họ muốn không muốn ai biết mình nữa, không, họ không muốn gia đình, họ bỏ gia đình, họ đi luôn thì nó là tình nguyện. Nhưng mà cái này không tình nguyện, tức là bắt cóc, thì cái đó cũng là vi phạm một cái điều khoản về nhân quyền của quốc tế. Thành ra lại phải làm bản báo cáo, phải cũng biết đúng chỗ. Nó có một cái báo cáo viên đặc biệt về cái vấn đề mà bị bắt mà không báo cho thân nhân biết, không nhận được cái giấy. Thân đáng nhẽ là thân nhân phải nhận được cái giấy khởi tố chẳng hạn, do công an đưa đến tận nhà đọc ra cho biết rằng, và cho biết rằng bây giờ cái người ấy đang bị tạm giam trong cái giai đoạn điều tra. Nếu mà không làm đó thì chính họ vi phạm luật Việt Nam và vi phạm luật quốc tế. Trở lại, tất cả những người ấy lẽ ra đã phải lên tiếng, đã phải tố khiếu nại hoặc là tố giác những cái sự mà làm việc phi pháp, nhưng mà người dân mình không làm. Thành ra các cái thủ phạm mà vi phạm đó họ cứ xem thường thôi, họ thao, họ dẫm đạp, và họ biết rằng người dân không biết gì cả, họ đinh ninh như vậy. Nhưng một khi bắt đầu họ bị kiện dân sự hoặc họ bị tố giác yêu cầu phải điều tra đấy, thì họ sẽ phải sát lại, chưa kể là bị quốc tế họ áp lực đằng sau nữa. Nói về cái việc ấy, có những cái trường hợp mà chúng tôi đang khai thác. Có một cái trường hợp là một công dân Hoa Kỳ đến Việt Nam ngày 16 tháng 6 bị bắt. Ngày 16 tháng 6 không hề có biểu tình, nhớ cái đó. Chỉ ngày mùng 9, mùng 10 và 17 thì các cuộc biểu tình nó nổ ra Sài Gòn. Thì anh này về đứng lớ ngớ đưa máy hình ra chụp ở cái hồ Con Rùa. Thì mấy cái tay cảnh sát giao thông xẹt lại ngay và bắt ngay, đem về phường 6 quận 3 đánh đập tra tấn. Bởi vì nhất định là anh này không tiết lộ ra cho biết cái mật khẩu cho cái điện thoại thông minh của anh ấy. Thành ra bị đánh đập rất nặng nề. Và họ chỉ ngưng sau khi anh này chịu không thấu nữa, mới chi hô lên nói rằng tôi là công dân Mỹ. Nhưng mà lúc đó là cũng bầm dập hết rồi, nhưng họ cũng chưa thả. Qua ngày hôm sau, tối ngày hôm sau họ mới thả anh này ra. Không cho ăn uống, không được ngủ, tức là không có giường, không gì cả. Ngủ ở trên ngay cái bàn mà bị khảo tra đó, bị đánh đập đó. Thì nằm ở trên đó, co do, quá đau rồi không ngủ được. Và về lại Mỹ. Thì chúng tôi đang làm cái hồ sơ này. Và cái người này thứ nhất là sẽ gửi cái lời yêu cầu đến cho Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu phải điều tra những cái thủ phạm, bởi anh này biết tên của những người đánh anh mà bắt phải xin lỗi mình và phải bồi thường cho một công dân Mỹ. Cái thứ hai là chúng tôi đã đưa cái hồ sơ này vào cái bản báo cáo Liên Hợp Quốc, và chúng tôi đang vận động Bộ Ngoại giao Mỹ phải lên tiếng, bởi vì không phải là chuyện đơn giản khi mà tra tấn một người dân bình thường ở trong nước là công dân của mình, và lại càng không đơn giản hơn nữa khi tra tấn công dân của một quốc gia khác, nhất là của Hoa Kỳ. Thành ra cái chuyện này, cái hồ sơ này sẽ kéo rất dài. Đã, nó cũng hơi tương tự như hồ sơ Trịnh Xuân Thanh, nó sẽ kéo rất dài. Đã, Việt Nam sẽ không chịu, sẽ phủ nhận hết. Chúng ta sẽ dùng cái hồ sơ để đi vận động, để đòi hỏi Việt Nam phải truy tố cho đến kỳ cùng cái thủ phạm đã đánh và cái kẻ cầm quyền ở đằng sau, và vận động để mà phải đưa cái kẻ chỉ huy ra lệnh đó ra để bị chế tài theo luật Magnitsky và đòi bồi thường vân vân. Thì đó là một cái hồ sơ. Rất là may mắn chúng tôi có được hồ sơ như vậy, nhưng mà không phải lúc nào cũng có hồ sơ như vậy hết. Thành ra chúng tôi rất cần là và rất cầu mong rằng chính người trong nước cần phải lập ra cái tổ chức, thứ nhất là cái tổ chức của chính những nạn nhân,
để bảo vệ của thân nhân của những người đã chết và chính nạn nhân những người bị tra tấn, để mà bảo vệ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong rất nhiều các hoàn cảnh, kể cả về vấn đề vật chất, vật thể, sinh kế, sức khỏe tâm thần, y tế vân vân, và rồi hướng dẫn cho những người khác vừa mới bị là nạn nhân hoặc là có thể trở thành nạn nhân để đừng là nạn nhân, và rồi đối tác trực tiếp với quốc tế. Cái tổ chức thứ hai đó là cái tổ chức chuyên của những người không phải là nạn nhân nhưng mà rất rành về luật Việt Nam, có khả năng đi chuyên sâu nghiên cứu về luật quốc tế, nếu cần chúng tôi có thể sắp xếp để những cái tổ chức lớn của quốc tế có rất nhiều năm, mấy chục năm kinh nghiệm, họ sẽ huấn luyện, nhưng mà chúng tôi không thể giới thiệu được bởi họ huấn luyện ai đây, họ không có đối tác. Tôi quen với khá nhiều những cái tổ chức quốc tế chuyên về cái lĩnh vực tra tấn, họ sẵn sàng lắm, bởi vì Việt Nam mình họ biết là một cái tình trạng rất là trầm trọng, chưa có một cái nỗ lực nào một cách nghiêm chỉnh để mà đối phó với cái tình trạng tra tấn, thành ra các cái tổ chức ấy họ rất quan tâm, họ sẵn sàng hợp tác, nhưng mình thiếu những cái tổ chức, những cái thực thể đủ tầm vóc, đủ khả năng để đối tác với họ và để được cái sự hướng dẫn và huấn luyện và đào tạo của họ. Có một câu hỏi của một vị khán giả đặt lên là khi chính quyền, ở đây là lực lượng công an, an ninh theo sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, có những hoạt động, hành vi vi hiến, vi phạm pháp luật, vi phạm các công ước quốc tế, thì chính quyền Việt Nam phạm tội gì? Cái này, cái thực tế là thế này. Cái thành phần mà nắm quyền một quốc gia đó, họ có cái toàn quyền, họ đặt ra luật. Thành ra khi mà ta nói rằng cái tội gì đó, thì nếu mà họ vi phạm cái luật của chính họ thì họ vi phạm là cái tội nằm ở trong cái bộ luật hình sự chẳng hạn. Tuy nhiên họ có thực thi cái chuyện đó hay không, họ có minh bạch hay không, hay họ đánh tráo hồ sơ. Có nhiều trường hợp họ bắt, như cái trường hợp mà công dân Mỹ đó, họ mới đánh bầm dập hết trơn, họ mới lập những cái bản, cái biên bản rằng là anh này lái xe, chạy xe gắn máy thì té giữa đường và bị bầm dập là tự vì tai nạn xe cộ, và rồi vì bị té ngã ở giữa đường thành ra cảnh sát giao thông mới đến thấy được và bắt về để mà đòi anh này xử phạt hành chính vì chạy xe gắn máy mà không có giấy tờ hợp lệ, thì họ đổi hết. Vấn đề là chúng ta người dân có tổ chức đủ để mà đối phó với cái tình trạng như vậy hay không, và chúng ta phải đẩy đến kỳ cùng, chúng ta không nhân nhượng, chúng ta không sợ hãi. Nhiều người cũng sẵn sàng đi đến cùng nhưng mà không có phương tiện, không có sự hiểu biết thì họ đành bỏ cuộc. Thành ra cái sự mà quấy quá của giới chức chính quyền nó chỉ đến mức nào thôi, nhưng họ đinh ninh rằng họ tin tưởng rằng cái người nạn nhân sẽ bỏ cuộc thì là họ sẽ thoát nạn. Và chúng ta phải kết lại với nhau để không bao giờ bị bỏ cuộc hết, bởi vì đằng sau cái người đó có cả một cái tập thể, đằng sau cái tập thể ấy có những cái nhóm chuyên môn, và đằng sau tất cả những cái đó lại là cái lực lượng quốc tế mà chúng tôi ngoài này có thể vận động được, hỗ trợ được. Thì phải như vậy thì mới đi dài hơi được. Nếu chúng ta muốn bắt lỗi, muốn cáo buộc về cái tội vi phạm, tội hình sự hoặc là đòi bồi thường dân sự, cũng có thể đòi bồi thường dân sự bởi có cái thiệt hại cho chính bản thân cá nhân mình mà. Thành ra trong những trường hợp đó có thể đi cả hai cái hướng. Và chưa kể trong một số ít trường hợp mà sau đó chính nạn nhân đã qua đến Mỹ. Hiện nay chúng tôi cũng đang làm việc với một cái trường đại học luật ở Chicago để mà chuẩn bị cho một vụ kiện của những nạn nhân của sự tra tấn. Luật Mỹ nó cho phép kiện ở Hoa Kỳ những cái giới chức Việt Nam. Nhưng mà nó có một cái trở ngại thế này, nhưng nó cũng rất là lý thú. Đó là bắt buộc phải trao được cái chát tòa cho cái giới chức ấy. Chỉ có một cách trao được là phải canh cái người, người đó khi mà công du ở Việt, từ Việt Nam sang Mỹ đó, nó phải theo dõi rất kỹ. Rồi khi mà cái người nó vừa đến phi trường là lập tức yêu cầu cảnh sát liên bang đến trao cái chát tòa cho người đó. Thì như vậy cái phiên xử mới bắt đầu được. Hiện nay tôi đang nghiên cứu. Thế nó có nhiều cái lĩnh vực lắm, nhưng mà nó đòi hỏi rất là chuyên sâu và dài lâu.
chứ không thể làm phất phơ mà có thể khai thác được những luật của Việt Nam, rồi luật của quốc tế, luật của Hoa Kỳ, vân vân. Thì cái câu trả lời quanh đi quẩn lại là vẫn phải có tổ chức và vẫn phải đi chuyên. Có một vị đặt câu hỏi là nhân quyền quốc tế được mời qua Việt Nam mà họ cũng bắt vào trục xuất thì ai làm gì? Thứ nhất, chúng ta phải biết rằng là cái đó không phải là Liên Hợp Quốc, cái đó là một tổ chức. Cô Debbie Store rất thân với chúng tôi từ cả chục năm nay rồi, rất thân. Và cái anh Mira Pimpo ở bên Ân xá Quốc tế thì chúng tôi cũng quen. Hai đó là hai người của hai tổ chức nhân quyền quốc tế, nhưng họ không phải là cái cơ quan của Liên Hợp Quốc hoặc là của các bộ ngoại giao này kia. Thành ra họ cũng như chúng ta thôi. Họ là tổ chức xã hội dân sự và họ khai thác những cái cơ chế mà và những cái công ước mà chúng tôi vừa mới trình bày đó để họ lên tiếng, và họ đang vận động và họ càng làm việc chặt chẽ với chúng ta hơn để mà nêu ra về những cái sự mà bất nhất giữa một đằng là cam kết của Việt Nam với lại Liên Hợp Quốc và đằng kia là cái thực tế ở tại trong nước. Đó, mà qua cái sự kiện hai người bị ngăn chặn không được vào Việt Nam hoặc là bị vào đến Việt Nam thì bị đuổi ra. Tuy nhiên ở đây chúng tôi đang tập trung nhiều vào các cái giới chức của Liên Hợp Quốc. Việt Nam không thể nào đuổi giới chức Liên Hợp Quốc ra được một khi đã chấp nhận mời vào, hoặc là nhiều khi các cái giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ, của Quốc hội Hoa Kỳ họ chẳng cần đến chân đặt chân đến Việt Nam, nhưng mà cái công dân Mỹ ở đây họ vẫn lên tiếng được, đúng không? Đây này, tôi là công dân này, tôi đi Việt Nam tôi bị tra tấn này, đó. Đầy đủ hồ sơ này, thành ra họ muốn ngăn chặn cũng không được đâu. Dĩ nhiên chúng ta phải hiểu thế này, chế độ họ có những cái mánh mông của họ, họ có những cái thủ đoạn của họ, nhưng mà chúng ta không, tôi không nghĩ rằng chúng ta thua kém về trí tuệ, về bản lĩnh đối với nhà nước Việt Nam. Một khi mà chúng ta đã cài họ vào thế kẹt là họ đã lỡ cam kết với quốc tế, thì bây giờ là phải dựa trên cái trí thông minh của mình để mà đánh bại những cái xảo thuật của chế độ. Mình mà không đánh bại được thì lỗi của chúng ta thôi. Chúng ta dở, đừng có trách cứ gì ai hơn. Bởi vì chúng ta đã cài họ vào cái thế kẹt rồi, mà chúng ta không khai thác được cái thế kẹt của đối phương thì chúng ta quá dở đi, quá yếu đi. Nên mình phải tự vỗ ngực, tự xưng tội. Lỗi tại tôi, chứ không, đừng có đổ thừa rằng là chế độ nó nham hiểm, nó ghê gớm. Đó. Họ đang ở thế kẹt mà chúng ta không khai thác được cái thế đó, cái thuận lợi của mình thì chúng ta quá dở. Thưa anh, thì hải ngoại có thể làm được gì để giúp giảm thiểu tình trạng nhà nước Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, thưa anh? Hải ngoại có thể làm được gì? Thứ nhất là bớt hóng, đừng có ngồi đó hóng, mong rằng người khác làm cho mình. Quốc tế làm được gì, đúng không? Tổ chức ân xá quốc tế làm được gì? Liên Hợp Quốc làm được gì? Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tổng thống Trump, ông Obama này kia vân vân, và những ông đời sau nữa làm được gì? Đó. Chúng ta phải đặt vấn đề rằng chúng ta làm được gì cho chính chúng ta, cho đồng bào chúng ta, cho đất nước của chúng ta. Cái thứ hai là phải rất là thực tế. Đó. Những cái gì mà không thay đổi được hiện trạng ở tại một địa điểm ở trong nước, tại chỗ, hoặc là thay đổi hiện trạng, cái hoàn cảnh cho một cá nhân ở trong nước, thì có nghĩa là cái điều ấy hoàn toàn là vô tích sự. Ra tuyên cáo, lên sân khấu ca hát, cái đó nó tạo được một cái khí thế. Tuy nhiên, nó không thay đổi cái hiện trạng. Nên nếu ta ngưng ở đó, thì có nghĩa là người trong nước vẫn hoàn toàn là trắng tay, không được một sự trợ giúp nào cả. Không tăng được cái dân trí lên, không tăng được cái dân khí lên, không giải quyết được vấn đề của mình là cái dân sinh, thì là mình có ảnh hưởng gì đây? Nên chúng ta phải rất là thực tế, phải làm cái gì mà đo lường được rằng cái này nó tạo được cái phúc lợi cho một người hoặc cho 1.000 người, cho một cộng đồng, thì mới tiếp tục làm. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi kêu gọi trở lại vấn đề tra tấn. Tôi cầu mong trong nước những cái tổ chức, những cái người mà gọi là nạn nhân hoặc là thân nhân của những người đã bị đánh đến chết đó, ở trong đồn công an, phải tập hợp lại thành một tổ chức tương trợ cho nhau. Và bên cạnh đó là có một cái tổ chức chuyên về chống tra tấn. Thực sự ra trong thời gian qua chúng tôi cũng có hỗ trợ cho một cái nhóm gọi là cái Liên minh chống tra tấn Việt Nam.
cần thêm rất nhiều người tham gia vào cái liên minh này, hoặc là mở ra một cái tổ chức riêng, không sao cả, để mà yểm trợ cho các tổ chức tương trợ đó. Và rồi những người hải ngoại hãy kết nghĩa, mà quan tâm đó thì hãy kết nghĩa để mà hỗ trợ cho những cái tổ chức ở trong nước mà chuyên về chống tra tấn. Kết nghĩa là gì? Là cung cấp những cái gì mình có, đã có sẵn cho người trong nước khi mà họ cần. Họ cần tài chính, đưa thẳng tài chính về đó, thay vì mình gửi lung tung hết, loạn xạ hết lên, tập trung làm dài lâu đến nơi đến chốn. Họ cần dịch những cái văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh, mình dịch cho họ sang tiếng Anh nếu mình có khả năng Anh ngữ. Họ cần mình chuyển những cái bản báo cáo ấy lên cho đúng chỗ ở Liên Hợp Quốc, đúng chỗ ở tại Hoa Kỳ, đúng cái vị dân biểu nào đó, thì mình ở bên này làm cái công việc ấy. Nếu như trong nước họ bị nguy hiểm, mình phải chi hô lên ngay để bảo vệ ngay, vân vân. Rất nhiều chuyện người hải ngoại này ở trong cái khả năng của mình có sẵn, cái kiến thức của mình có sẵn, cái quan hệ của mình có sẵn, cái thế công dân Hoa Kỳ, thế công dân Canada của mình có sẵn, làm được rất nhiều. Nhưng phải rất thực tế và dài lâu, và phải tập trung, và mình đi chuyên. Bởi vì người trong nước mà huấn luyện và phải tìm hiểu về cái công ước quốc tế về chống tra tấn chẳng hạn, thì nhiều khi đọc tiếng Anh không rành nữa, thì lấy đâu mà nghiên cứu. Người ngoài này cũng phải nhập cuộc vào trong những, như là một thành viên của cái tổ chức chuyên ở trong nước đó, để mình có cơ hội mình đi dự những hội nghị, mình dự những cái buổi mà huấn luyện đào tạo này kia, để mình tăng thêm cái kiến thức, cái khả năng chung cho cái tổ chức mà bây giờ cái thành viên một phần ở trong nước, một phần ở ngoài nước. Thì cái công thức như vậy nó rất là hiệu quả. Và ngay ở tổ chức hội tương trợ nó cũng có thể công thức như vậy, là những người ngoài này mà quan tâm cũng thể tham gia. Hoặc là nó còn thích đáng hơn nữa, đích đáng hơn nữa là không thiếu gì những người trước đây là nạn nhân của sự tra tấn, giờ này đã qua Mỹ, đã ra hải ngoại. Không thiếu gì thân nhân của những người đã bị giết chết trong đồn công an, giờ này đang ở Mỹ. Thì nhập luôn vào trong cái hội tương trợ ấy. Cái hội tương trợ ấy gồm có hội viên ở trong nước và ở ngoài nước. Đụng tới người trong nước là ngoài nước này sẽ bứt mây động rừng với cả thế giới. Ngăn chặn người trong nước không được lên tiếng, không được đi dự hội nghị, thì người ngoài nước đi dự hội nghị và báo động cho mọi người biết rằng đấy, Việt Nam ngăn chặn. Bởi có gì giấu giếm thành ra mới ngăn chặn. Thành ra họ càng chặn thì họ càng bị phanh phui, lại càng thiệt hại hơn. Thì đó là cái điều mà tôi nói là chúng ta đánh thế đó. Cái thế của mình đang thuận lợi bởi họ đã bị kẹt vào cái cam kết với quốc tế. Họ đã bị cài vào cái thế kẹt đó. Thì mình phải có đủ bản lĩnh, phải đủ trí tuệ, phải đủ kiên nhẫn, phải đủ cái sự thông minh để mà khai thác cái thuận lợi của mình. Và nếu mà ai mà muốn ở hải ngoại thì dễ hơn. Nếu mà muốn liên lạc thì có thể liên lạc với tôi. Nếu mà muốn tìm hiểu xem cách nào để mà hỗ trợ cho người trong nước. Còn người trong nước liên lạc với Thanh Tâm. Có thêm một người đặt câu hỏi về trường hợp của William Nguyễn. Thì không biết là anh Thắng có biết gì về trường hợp của William Nguyễn hay không? À vâng, William Nguyễn thì khi mà còn ở trong, đang bị tạm giam để mà điều tra khởi tố thì chúng tôi có lên tiếng rất nhiều. Nhưng một khi anh William Nguyễn đã ra khỏi nhà tù và về lại Mỹ rồi, thì chúng tôi tôn trọng cái quyết định anh William, anh làm cái cách nào là chuyện của anh William. Hiện nay thì còn hai trường hợp mà chúng tôi đang tập trung của công dân Mỹ. Thứ nhất là anh Michael Nguyễn, cư dân của Nam Cali, đang tiếp tục bị tạm giam. Anh Michael Nguyễn không hề tham gia biểu tình, bởi vì đến Việt Nam vào cuối tháng 6, lúc mà không còn các cuộc biểu tình nữa, nhưng mà lại đi giao du với những người đã từng tham gia biểu tình, hoặc là bị cáo buộc đã từng tham gia biểu tình, đã bị bắt trọn gói luôn. Và bây giờ anh ấy vẫn còn nằm ở Việt Nam. Cái người thứ ba là người tôi vừa mới trình bày đó, là cái trường hợp một công dân Mỹ về chỉ có đứng ở tại Hồ Con Rùa chụp hình mà bị lôi vào cái phường 6 quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh và bị đánh đập tra tấn tơi tả. Khi về Mỹ thì giờ này vẫn còn đau. Đau về thể xác, nhưng mà đau về cái tinh thần còn nặng nề hơn nữa, rất bị thiệt hại rất nặng. Thành ra tôi đang hỗ trợ cho người này, nhất định là đòi bồi thường, đòi chính quyền Việt Nam phải bồi thường.
Vâng, không biết là các anh chị em nào có câu hỏi gì muốn đặt thêm cho tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hay không, và không biết là anh Thắng còn muốn chia sẻ thêm điều gì liên quan đến đề tài phỏng vấn hôm nay không? À vâng, thì quay trở lại cái đề án dân quyền Việt Nam đấy, chúng tôi có lời kêu gọi là giúp phổ biến. À, cái đề án này hiện nay chúng tôi đã để cái trên cái trang Facebook. Thực sự trang Facebook tôi đã mở cách đây 6 tháng nhưng mà không công bố ra ngoài, bởi vì tôi muốn thử nghiệm nó với lại một số ít cộng đồng ở trong nước, một số ít cá nhân trong nước. Bây giờ thì tương đối chúng tôi đã thu thập được nhiều cái kinh nghiệm đấy. Chúng tôi vừa mới công bố vài ngày trước đây thôi. Thì cái trang Facebook đó, cứ vào trong Facebook thì đánh tên là BPSOS, đề án dân quyền Việt Nam, chứ không phải nhân quyền, dân quyền. Và chúng tôi có một cái trang mạng đang thiết kế, nó là vncrp.org. VN là Việt Nam, CR là Civil Rights, tức là dân quyền, P là Project.org. Thì xin vào đó, chúng tôi đang còn đang trong giai đoạn thiết kế cái trang mạng này, nhưng mà xin phổ biến cho thật rộng rãi mọi người biết. Cái đề án về dân quyền đó, cái ý nghĩa nó như thế này: chúng tôi đã bỏ rất nhiều thời gian trong nhiều năm để thúc đẩy vấn đề nhân quyền, cài Việt Nam vào cái thế là kẹt, là đã cam kết những cái tôn trọng và bảo vệ các cái lĩnh vực nhân quyền quan trọng, căn bản của người dân. Thì nếu mà hiểu như vậy đó, là chúng hiểu rằng là đó là cái cách mà tôi nâng cái ngưỡng trần của cái khung luật Việt Nam càng ngày nó càng sát với lại cái tiêu chuẩn tối thiểu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, của quốc tế. Chúng tôi nâng cái đó lên và có thành công. Việt Nam cam kết rất nhiều và họ cũng đã luật hóa, tức là đưa những cam kết vào trong cái khung luật hiện hành để mà chứng tỏ với thế giới rằng họ nghiêm chỉnh trong vấn đề thực thi sau khi cam kết. Tuy nhiên nó còn cái ngưỡng đáy. Cái ngưỡng đáy là cái việc thực thi. Nếu mà cam kết rất nhiều xong rồi luật hóa rất nhiều nhưng họ bất chấp cái luật của chính quốc gia của họ thì người dân đâu có được thụ hưởng cái lợi ích gì đâu. Vẫn y như cũ thôi. Thành ra cái đề án dân quyền là đẩy cái ngưỡng đáy lên cho nó sát với lại ngưỡng trần. Ngưỡng trần được đẩy lên cho sát với lại cái mức tối thiểu về nhân quyền của quốc tế, và có thể đẩy cái ngưỡng đáy lên để nó sát với ngưỡng trần. Thì như vậy những cái lợi ích khi mà Việt Nam cam kết quốc tế nó mới được thể hiện ra đối với từng người dân một ở khắp đất nước Việt Nam, phải không ạ? Thì đó là cái mục đích của cái đề án dân quyền. Và cái đề án dân quyền có 3 lĩnh vực, xin nhắc lại. Thứ nhất là khai dân trí để cho mọi người hiểu, rất cầu mong phổ biến, vì biết đâu chúng ta nhờ phổ biến mà cứu được một mạng người. Thứ hai là tư vấn, tức là có những người mà nhận được cái giấy mời bây giờ lúng túng không biết phải làm sao, thì chúng tôi lập tức có những luật gia và luật sư tình nguyện, họ sẽ tư vấn. Và đây cũng là cái nơi mà những cái luật sư như là có An Đôn, anh Lê Công Định này kia đó, có thể vào được ngay trong cái trang Facebook. Người ta đặt câu hỏi thì mình dùng cái kiến thức về luật pháp Việt Nam mình có thể góp ý đó. Thì nó mở mà. Và cái lĩnh vực thứ ba đó là hỗ trợ về pháp lý cho một vài trường hợp để đi đến kỳ cùng, như chúng tôi đã trình bày hồi nãy, chọn ra một vài trường hợp tiêu biểu, có thể 2 năm, 3 năm, 5 năm, như là ở tại Cồn Dầu 8 năm, vẫn tiếp tục, chứ không ngưng, như là ở tại một vài cái nơi khác, chúng tôi làm dài hơi cho đến đẩy đến kỳ cùng thôi, và đó sẽ là cái phép thử. Và bất kỳ cái điều gì chúng tôi thu thập được qua phép thử ấy, nó lòi ra những cái bất cập, là một đằng hứa với lại quốc tế nhưng mà thực tế nó không phải là vậy. Chúng tôi đúc kết lại thành hồ sơ để lại nộp, để mà tường trình và cập nhật cho thế giới biết rằng đây là cái thực trạng, cần một vài phép thử. Thì đó là ba cái bộ phận, ba cái lĩnh vực của cái đề án dân quyền Việt Nam. Thì rất mong tất cả quý vị đang ở trên diễn đàn này xin giúp phổ biến cái đó cho người dân, và nếu được thì chúng tôi rất mong có sự hợp tác. Vậy anh đọc lại để Thanh Tâm gõ để mọi người vào để truy cập. À vâng, Thanh Tâm có thể vào cái trang Facebook và đi tìm cái là BPSOS, là cái tên của tổ chức của chúng tôi là BPSOS, gạch ngang một cái, đề án dân quyền Việt Nam. Với lại một cái trang nữa anh vừa nói là VNCR. À, VNCRP. P. P là P phở đó, P.
vncr.org. VNCR, VN là Việt Nam, CR là Civil Society. P.org. O-R-G. Cái này nó để chữ Việt Nam rõ không? O-R-G. Có .com không? Không, chấm O-R-G thôi. O. Như vậy phải không? Nè. Anh không thấy, không biết. À, nó sẽ hiện lên ngay. vncrp.org. Ồ, đúng rồi. vncrp.org. Yeah, một cái PPSOS gặp đề án dân quyền Việt Nam, đúng không? Đúng rồi. Để em ghi ra để mọi người. PPSOS. Yeah. Anh chị em vừa theo dõi thì thấy nếu mà ở hải ngoại, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Còn các anh chị em trong nước, nếu mà không có thể liên lạc trực tiếp với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì có thể nhờ Thanh Tâm kết nối. Đề án dân quyền Việt Nam, Việt Nam viết VN hay là viết nguyên chữ? Viết nguyên chữ. Đề án dân quyền Việt Nam viết nguyên chữ. Và Thanh Tâm vừa gõ ra để mọi người có thể giúp phổ biến nhé. Rồi không biết là anh Thắng còn vấn đề gì tiếp tục chia sẻ hay là muốn Thanh Tâm chấm dứt cái... Dạ vâng, xong rồi. Vì tôi biết là Thanh Tâm giờ đang bận chuyện ở xa mà cũng ráng lên cái chương trình đối diện kỳ này. Cảm ơn Thanh Tâm nhiều lắm. Đây là một cái vấn đề tôi rất là quan tâm từ bấy lâu nay về vấn đề tra tấn. Từ năm 2010 thì BPSOS đã tập trung vào cái vấn đề tra tấn và đã làm việc với thời chính phủ Clinton. Xin lỗi, chính phủ Obama và bà Ngoại trưởng Clinton đấy, là cái người mà thúc đẩy và áp lực Việt Nam rất mạnh mẽ trong vấn đề là phải ký cái công ước chống tra tấn như là một điều kiện để mà được tham gia vào cái TPP, tức là cái Hiệp ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương đấy, dưới thời Obama. Đây là cái điều mà ít ai biết được. Thành ra Việt Nam đã cam kết, thành ra chúng tôi khai thác liền từ đó đến giờ, từ năm 2013 đến giờ. Dạ vâng, thì Thanh Tâm xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành thời gian để tham gia đối diện 87 và đưa ra tất cả những thông tin vô cùng hữu ích, trả lời cho cái vấn nạn mà người dân chết trong đồn công an hiện nay rất là nghiêm trọng. Thì xin mời tất cả quý anh chị em tiếp tay phổ biến những cái thông tin hữu ích này để ngày càng có nhiều hơn nữa những người dân trong nước biết được những cái phương cách thế nào để tự bảo vệ mình, và cũng như là để có thể đòi lại cái công đạo cho người thân của mình nếu người thân của mình đã bị hãm hại đến chết trong đồn công an và các trại tạm giam. Thì cũng mong là mọi người đáp ứng cái lời kêu gọi của tiến sĩ Đình Thắng để cùng kết nối với nhau, tạo nên một sức mạnh của người dân biết liên kết để trở thành những cái tổ chức chuyên và sâu để cùng hợp sức với nhau chúng ta làm một cái vấn đề, đưa được một cái sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước Việt Nam. Thì Thanh Tâm cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi chương trình cho đến giờ phút này. Và Thanh Tâm xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các quý khán thính giả đang theo dõi diễn đàn của chúng ta. Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn hữu ở trên diễn đàn này. Và cũng xin gửi lời chào Thanh Tâm và chúc Thanh Tâm những ngày vui trong nắng ấm. Tới đây. Cảm ơn Thắng. Dạ vâng, rồi dạ. Thanh Tâm cũng chào... Thắng chào mọi người, gửi đến mọi người lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mọi người luôn thành công trong tất cả những gì mọi người đang theo đuổi và thực hiện. Rồi hẹn gặp mọi người trong những chương trình đối diện sau này. Thanh Tâm xin chào nhé.